Tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, qua các tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra và được thẩm tra tại tòa, lời khai của các nhân chứng, ý kiến của kiểm sát viên, kết quả tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên bố bị cáo Trần Thị Nga phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xử phạt bị cáo Trần Thị Nga 9 năm tù, phạt quản chế bị cáo 5 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 1 năm 2017, Trần Thị Nga sinh năm 1977, trú tại số nhà 254 đường Trần Thị Phúc, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý, đã trực tiếp lập các tài khoản blog, Facebook cá nhân Thúy Nga, Trần Thị Nga và trang YouTube Trần Thúy Nga để thực hiện tàng trữ 13 video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt và sử dụng trang mạng xã hội để đăng tải các video clip nhằm truyền bá những tư tưởng phản động, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gieo rắc sự nghi ngờ, bất mãn với chính quyền nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, bị cáo còn viết, dán nhiều biểu ngữ có nội dung bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng công an, tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.